eat. Có một mâm mới, dán thêm mấy ngày nữa là mẹ mọc ngoan hảo được. Cái này làm bánh chắc là ngon lắm. Đi được một người làm bánh mới được. Còn một ít gạo chắc vẫn đủ.
Thank you.
em nhanh được à. Rồi mới u
Vậy nó thực hiện tiếp kia là tiếp mấy chữ khổ đúng không? Thủ cô là nhà nó sẽ khỏe quá đi rồi là căng luôn cô luôn. Thầy chỗ nào à?
Đây là ngan nghe bằng tinh chiến ngon. Thank you.
Bye-bye, honey.
thế nào ấy, cân bao nhiêu, anh là bấm theo ấy, ba lồng chưa nó mà, dạ nó, dạ nó chỉ là phua xin, dạ nó mẹ 15.000. Bà dân lúc à. Ừ. Bánh con lấy bánh nào. Bánh mắm protein. Protein. À mấy nó nhận xơi cái thú nha. Nhận đấy. Ta. Đi ăn không? Mấy nó hả? Nhớ chủ mén chủ mén. Cái nhà hàng, cái nhà nôm, cái nhà luôn. Này. Cắm ngon ngon đấy. Ui đó nó. Nè ngon lắm. Bác cho chế nôm. Chế nôm. Chế nôm. Bác dừng nấu à. Bia đi. Sao á? Thì pha bế lên. Cá đi chua này. Lên. Dùng từ giảm thế. Được ăn cử má, ăn đi. Cứ ăn đi. Cái nó đi. Ngon không em? Ngon. Ngon nhờ. Em bán chị đấy 12, 13 cái. 12, 13 cái à? Bao nhiêu tiền? Em bán như thế. 25.000 thôi. Không phải bán rẻ đâu. Này, chị nhây. Chị chuyển lỗ à? Bán à. Nom chi là nom cua xin cấp phải in nom cả nhà thử ra cho in nom cả chào anh nè, con chào anh không về nè.
Về nhá rồi. Chào anh nhé. Đã chuyển luôn à? Ừ. Em về nhá rồi. Tiền không? Sắp tiền không? Cảm ơn cho anh. Chị ạ. Nha. 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 Nha.